À, xin giới thiệu đây là cái máy mài hai đá hiệu Shintool, model là GR1001. Nó còn gọi là máy mài hai đá đường kính 250 mm, chuyên dùng để mài giao cụ và các khuôn mẫu. Tốc độ đá là 2850 vòng trên một phút. Máy sử dụng điện áp là 220V, 220V đây. Công suất là 0,75 kW, tương đương với 1 HP. Đây máy được nhà máy đã lắp sẵn, các chị chỉ cần thao tác đơn giản là có thể vận hành được máy. Cái nút màu xanh này là dùng để khởi động máy mài hai đá. Cái nút màu đỏ này là dùng để dừng máy hoặc là tắt máy, còn gọi là nút nguồn. Cái nút điều khiển được che chắn trong một cái hộp bảo vệ rất là chắc chắn kỹ càng. Máy mài hai đá GR1001 cũng gọi là máy mài hai đá 250 mm, gồm có hai viên đá đứng hai bên đồng trục với nhau, và một viên mịn mài mịn có mã là A60 và cái một viên mài thô có cái mã là A46, được chính hãng của thương hiệu đá Italy.